Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Leng keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, kiếm gãy đâm vào một tảng đá, không ngừng vang vọng. Những âm thanh kim loại vang lên. Nhóc tì mở to hai mắt nhìn lên trên không, bóng người cũng chẳng có, vẫn chưa thấy tứ đại cường giả và ông lão tóc xám. Chỉ có một vài con hung cầm đang xẹt qua hư không? Nó rút thanh kiếm gãy lên, sau đó giống như là kẻ ăn cướp giáo giác nhìn xung quanh. Nâng đại hồng điểu đang chữa thương lên rồi cùng thanh phong và nhị ngốc tử ba chân bốn cẳng mà chạy. Đây chính là trí Chí bảo tuy rằng đã đứt đoạn thế nhưng lại có thể chặt thôn thiên tước. Chém cùng kỳ, lần này lại trở về trong tay đương nhiên phải vô cùng trân trọng. Không hy vọng sẽ có người dòm ngó chút nào mãi cho tới tận khi chạy xa mấy chục dặm nhóc tì mới ném đại hồng điểu xuống cái bịch khiến nó kêu thảm thiết bay nhảy trên mặt đất nhóc tì đắc ý lần nữa được sở hữu thanh kiếm gãy toàn thân nó đen thui không có chút ánh sáng rực rỡ nào cũng không thể nào cảm ứng được thần lực mạnh mẽ thế nhưng nó lại biết đây chính là bảo cụ trí cường dì xét không còn tại sao lại xuất hiện thêm những vết máu đỏ sậm nó vò đầu vết máu đỏ sậm đã thay thế hết thảy dì xét loang lổ trên thân kiếm quỷ ra thế nào rồi? Nó có chút lo lắng, nhìn thanh kiếm gãy khẽ thở dài một tiếng rồi đeo lên trên người. Hiện tại không nên suy nghĩ sâu xa, mục tiêu lớn nhất là chạy trốn, giữ được tính mạng. Hiện tại thập phương đang chiến đấu loạn xà ngầu, đầu đầu cũng có tiếng la hét, khắp nơi tranh đấu, sơ sẩy một chút là bỏ mạng ngay. Khu vực này rất yên tĩnh thế nhưng nhóc tỳ vẫn chưa có bỏ chạy bởi vì nó không muốn làm chim đầu đàn. Mỗi khi cho rằng thoát khỏi vòng xoáy thì sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện ngăn cản lại. Nói tóm lại, nó vẫn còn bên trong chiến trường. Sách lược tốt nhất là cứ trôi theo dòng nước không nhất thiết là phải chém giết sông ra ngoài, nếu có thể xen lẫn trong đám địch nhân thì càng tốt. Tiểu ca ca, chúng ta có thể trốn thoát được hay không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh phong dính ít máu, dọc trên đường đi nó nhìn thấy rất nhiều sinh tử. Cũng từng ra tay chém giết mấy con hung thú bị trọng thương. Đọc truyện online mới nhất ở tiayenfull.vn nó rất lo lắng vì phương xa thi thoảng truyền lại những tiếng chém giết chiến trường đang mở rộng ra. Gào, một tiếng giết trầm trầm từ dãy núi truyền tới cây đổ lá bay, một con hắc hồ to lớn như ngọn núi máu me khắp người chạy trốn ra từ bên trong chiến trường nhắm thẳng phương xa. Là nó, nhóc tỳ kinh ngạc đây là một con hắc hồ đáng sợ khi bổ thiên các tuyển chọn đệ tử. Nó từng ở chiến trường thứ hai thấy được con hổ này đang bảo vệ hắc sát liên. Hắc hổ còn lợi hại hơn những con di trùng bình thường thế nhưng lúc này máu me đầy người, bị thương rất nặng. Xương cốt nơi bả vai đều lộ ra ngoài, trên lưng có mấy chục đệ tử của bổ thiên các. Nó lao thật nhanh về phương xa. Nhìn bộ dáng chắc là đã trả một cái giá rất lớn thì mới có thể đột phá vòng vây chạy trốn nhóc tì cũng muốn tiến lên hỏi han thế nhưng vừa đứng dậy thì thấy toàn bộ bộ lông trên người nó dựng thẳng lên suýt chút nữa đám đệ tử của bổ thiên các ngồi trên lưng đã bổ nhào xuồng dưới Xoẹt, một luồng ánh đỏ từ trong vực sâu dài mấy trăm trượng phóng tới đó chính là một con xích dao khí thế không hề yếu hơn hắc hồ hiển nhiên nó là một con di trùng thái cổ mạnh mẽ ầm um bộ móng vuốt của hắc hổ phủ kín phù văn, ánh sáng đen hừng hực như là đại dương vồ mạnh về trước thế nhưng con xích dao cũng cương mãnh không kém. Chiếc đuôi vẫy ra phá tan phù văn, ẩm ẩm vang lên, ngọn núi bên cạnh bị đánh sụp những tảng đá mấy ngàn cân mấy vạn cân lăn xuống, hai cường giả gặp mặt chém giết kịch liệt. Mà đúng lúc này... Xa xôi trong khu rừng núi, một con sư tử màu vàng xuất hiện, hai con mắt như cặp đèn lồng, tỏa ra ánh sáng vàng óng, nó giống như một tòa núi lớn, tát mạnh xuống ngọn núi đã ở trước mặt bị đập nát toàn bộ, không cách nào ngăn cản được đường đi của nó. Nhóc tỳ hoảng sợ, rất may vừa nãy không có vội vã lao ra ngoài, phải từ từ tiến lên với loạn quân, nếu không thì đã bị hai con di trùng này giết chết rồi. Con mắt của hắc hổ lạnh lẽo, nó biết đã gặp phải phiền toái lớn rồi, lại xuất hiện lần hai con di trùng mạnh mẽ như thế, nếu như liều mạng thì chỉ có con đường chôn xác nơi đây, đặc biệt là con sư tử kia toàn thân vàng óng giống như một vị vương giả vô cùng đáng sợ, quân lâm thiên hạ, ngông nghênh đi tới tính uy hiếp càng lớn hơn. Hơn mười mấy đệ tử ngồi trên lưng nó hoảng sợ, hôm nay gặp phải đại kiếp nạn. Cao thủ xuất hiện quá nhiều, sinh linh các tộc đều đủ cả, quả nhiên là một đại nạn. hắc hổ giết gào, và chạm với xích dao, cả hai đều bị thương, lùi lại ra xa cách đó không xa, con sư tử màu vàng cũng ra tay, móng vuốt của nó chụp tới, hào quang màu vàng nhấn chìm cả thiên địa, giống như sao trổi xẹt ngang bầu trời, tràn ngập khí tức vô cùng mạnh mẽ. Xa xa, nhóc tí hít hơi khí lạnh, con sư tử này mạnh kinh khủng, hắc hồ chắc chắn không phải là đối thủ, đây là một con di trùng cấp vương hầu, khó gặp đối thủ. Trừ phi lão tổ của vùng tịnh thổ xuất hiện quả nhiên hắc hồ cũng phát hiện sự đáng sợ của nó nên nhanh chóng thối lui thế nhưng vẫn bị hào quang màu vàng quét chúng máu thịt be bét cả người lại bị thương lần nữa nó bay sang ngang ầm một tiếng thân thể khổng lồ ép sụp một ngọn núi có tám chín đệ tử ngồi trên lưng nó chết thảm máu thịt bầy nhảy hắc hồ thét dài nhảy lên một cái rồi quay đầu lại đó là một con sư tử vương tu hành còn lâu hơn nó nhiều chắc chắn nó không phải đối thủ Muốn đi, dễ vậy sao, ta chính là thú sơn Tây Lăng Kim sư vương, hôm nay chính là ngày bổ thiên các các ngươi tuyệt diệt." Sư tử màu vàng lạnh lùng nói, thân thể cao lớn tỏa ra kim quang. Đập xuống một cái làm cho ngọn núi lớn che phủ ở trước vỡ tan. Nó nhảy lên, giật theo hắc hổ, kim quang dâng trào, đè ép cả bầu trời, thân thể khổng lồ của vương giả khiến người ta sinh lòng sợ hãi, vô cùng kinh khủng nhóc tì thở dài hắc hổ lành ít giữ nhiều con sư tử vàng này quá mạnh mẽ chính là một trong những tù lĩnh thú sơn tây lăng tọa trấn ở một vị trí để chờ những con cá lọt lưới xem ra các sư huynh đã ra ngoài từ sớm cũng chưa chắc đã chạy thoát phía trước có không biết bao hiểm nguy đang chờ đợi gào xa xa tiếng hổ gầm rung trời làn sóng máu phun lên trên sau đó một tiếng quát truyền tới, một vị lão tổ của bổ thiên các dẫn theo một đám môn nhân phá vòng vây tới, chạy tới nơi đây. Xúc sinh, nhận lấy cái chết, một vị lão tổ chiến đấu với sư vương màu vàng, dãy núi nơi đó đổ nát, cây cối hủy diệt, núi lở mây tan. Nhóc tỳ nắm chặt nắm đấm, chiến dịch này bổ thiên các đã bị hủy, chết rất nhiều người thế nhưng những đệ tử như hắn chỉ biết đứng nhìn. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ không thể chống lại những lão già kia được mặc dù có kiếm gãy trong tay thế nhưng cũng không được đạo hạnh của nó không đủ. Không cách nào kích hoạt toàn bộ được nên không thể nào đối kháng với đám vương hầu chân chính kia. Đi, nó dẫn theo bọn thanh phong, nhị ngốc tử lại tiếp tục chạy trốn thế nhưng cũng không dám sông nhanh vào trong, chỉ cẩn thận ẩn núp đi trong núi rừng. Chờ đợi cơ hội, sau khi thâm nhập mấy chục dặm của một khu vực nào đó, những tiếng la chói tai vang lên, có những sư huynh của bổ thiên các hét lên đầy bi thương trưởng lão nhóc tỳ nhìn qua những kẻ lá nhìn thấy một màn cả người của hai vị trưởng lão đang bốc cháy tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần nhắm thẳng tới một đám cường giả để tự bảo các người đi mau hai người hét lớn sau đó nổ tung giữa đám địch nhân mưa ánh sáng trùng kích khiến cho nhiều kẻ địch trọng thương chúng đệ tử bi thương rừng rừng nước mắt rời đi a à, nhóc tỳ nhịn không được gầm nhẹ đám kẻ địch bị thương nhẹ chỉ dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục truy kích về hướng những sư huynh kia chạy trốn, nhóc tỳ không nhịn được nữa. Xẹt một tiếng thu thanh phong, nhỉ ngốc tử vào trong túi càn khôn, kiếm gãy trong tay, vận dụng hết khả năng xông thẳng lên. Vù một tiếng, kiếm gãy phát sáng, vô cùng dạng người, như một vầng mặt trời soi sáng nơi đây. Nó phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình vung về phía trước. Bụp, ánh kiếm to lớn cắt đứt núi non phía trước, có mấy người nổ tung hóa thành đống thịt. Thế nhưng cũng có những kẻ ở phía sau tránh được nên không chết. Đây là một đám cường giả, cảnh giới cao hơn nó, trong đó có nhân loại, có sinh linh của các chủng tộc khác, tất cả đều nhìn lại. Rồi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gãy trên tay nó, đồng thời vồ giết tới. Nhóc Tỳ gặp phải nguy cơ, nó cũng không ham chiếm xoay người lại nhanh chóng chạy vào trong núi rừng. Người chạy không thoát một con hung cầm vỗ cánh tấn công vô cùng ác liệt. Keng, nhóc tỳ vận chuyện bảo thuật ôn bằng, sau lưng xuất hiện một đôi cánh thần, trong phút chốc rông tố bùng phát. Gió mạnh cuồn cuộn, luồng khí màu vàng dâng trào, nó lướt đi trên mặt đất tốc độ tăng lên rất nhiều, chạy thẳng vào bên trong đại hoang, nhờ núi rừng để ẩn giấu hành tung. Đây là đại nguy cơ, mặc dù nắm giữ bảo thuật côn bằng thế nhưng thập phương loạn chiến, cao thủ ở khắp nơi, nguy hiểm cực kỳ nhóc thì bỏ chạy máu đẫm đầy người tốn hơn một canh giờ mới thoát khỏi chi kích trên người thương tích không nhẹ cũng may là thân thể nó mạnh mẽ nuốt vào một cây linh dược những vết thương lộ cả xương trắng ra ngoài nhanh chóng khôi phục thật là nguy hiểm nhất định phải sống sót nó đang tìm mấy người mộ viêm làng thiên hầu liễu lão chỉ khi gặp được những người này thì mới có thể chân chính xông ra ngoài, chỉ là đại chiến quá khốc liệt tất cả mọi người đều tách nhau ra, hơn nữa những người này chắc chắn đều được đặc biệt chú ý. Không biết còn sống hay đã chết nữa. Không được rồi, chỉ còn cách trở lại chiến trường kịch liệt và đáng sợ nhất kia thôi, đặt mình vào trong từ địa thì mới có cơ hội sống sót. Nhóc thì xoay người. Phóng thẳng tới chiến trường kịch liệt kia, vừa mới tiếp cận nơi đây thì đã gặp phải kiếp nạn đáng sợ, một con hung thú đang nhìn chằm chằm về phía nó. Nhóc Tỳ chiến đấu tắm rửa máu tươi mà tiến tới, nó lợi dụng bảo thuật của bóng lông để thay đổi dung mạo, thay đi bộ quần áo của Bổ Thiên cá. Lẫn vào trong đám người Thác Bạt tộc, nó muốn đục nước béo cò cứ thế vượt ải, xông ra bên ngoài. Thế nhưng, thời gian không lâu thì kiếm khí tận trời cao bổ tới suýt chút nữa đã bổ đôi nó ra đó là người của bốn đại tộc không biết thế nào lại nhận ra được nó. Hùng hài tử nạp mạng đi, sao lại bại lộ được? Nhóc tỳ giật mình, lông tóc dựng đứng, chuyện này cứ như tự chui đầu vào lưới vậy. Cũng rất may, khu vực này không có vương hầu nào, nó rút kiếm gãy ra, sau đó liều mạng rồi lại bỏ chạy. Lần nữa lại trốn vào đại hoang, rời đi chiến trường chính. chuyện gì đã xảy ra? nó mở túi càn khôn ra hỏi dò đám người thanh phong đại hồng biểu thương lượng kế sách nhỉ ngốc tử nói tứ đại gia tộc hận ngươi đến thấu xương lúc mới bắt đầu truy sát ngươi thì chắc đã lấy ra mấy loại cỏ như u lan mùi thơm đó dính lên trên người của ngươi mấy ngày nay chắc vẫn chưa tiêu tan nên cứ thế dựa vào điểm này mà lần theo ngươi thôi nhóc tỳ nghe thế thì biến sắc cũng còn tốt dãy núi cũng rất rộng lớn hơn nữa người giao chiến rất nhiều nên muốn tìm một người thì rất khó, nếu nãy nó không chủ động quay về thì chưa chắc đã bị phát hiện. Sống sót ta nhất định phải sống sót đi ra ngoài. Phải báo thù cho các sư huynh sư tỷ. Nhóc tỷ cắn răng, trên đường đi, nó nhìn thấy rất nhiều thi thể, trong đó cũng có rất nhiều môn nhân của bổ thiên các. Vũ Phong, lòng dạ ngươi lại độc ác như thế. Ra tay với cả đồng môn, phía trước truyền đến tiếng giận dữ. Nhóc tỷ nghe thế thì thất kinh, nhanh chóng vọt tới. Một vị trưởng lão gầm lên, ở đằng sau đang dẫn theo một đám môn nhân, lớn tiếng quát mắng người phía trước. Một thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng, nói: "Trưởng lão ta biết kinh thư của sư môn không hề mang đi toàn bộ mà phân tán trên người của những vị trưởng lão, ta rất cần. Xin ngươi hãy đưa cho ta." Ở sau người hắn có một đám cường giả, đều đến từ Vũ tộc. Nuôi dưỡng một kẻ vô ơn bạc nghĩa, có rất nhiều vương hầu đưa con cháu mình tới Bổ Thiên Các ta tuy có mục đích khác là muốn được gột rửa thế nhưng đại nạn đến bọn họ đều trả món ân tình này hầu như toàn bộ đều ra tay giúp đỡ mà ngươi lại thừa cơ hãm hại vị trưởng lão kia gào thét ta cũng không muốn trở mặt chút nào thế nhưng ta thật sự rất cần một trong những bảo thuật đó vũ phong lạnh lùng nói tuổi tác không lớn thế nhưng tâm địa lại độc ác vô cùng Vũ Phong, Uổng Công là một thành viên của thiên tài doanh, sư môn coi trọng người như thế, truyền cho người bí pháp phù văn, thế nhưng người lại lấy oán báo ân, là người hay sao? Vũ tộc các ngươi quá bỉ ổi, rất nhiều môn đồ đệ tử gầm lên, giết, phía sau, cường giả của vũ tộc ra khỏi hàng đánh thẳng tới, bởi vì bọn họ nghe rõ. Trên người của vị trưởng lão này có một môn bảo thuật có thể câu thông tinh hoa của nước mà đây là một môn rất quan trọng đối với vũ tộc. Nhóc thì giận dữ. Nó tiến vào bổ thiên các thì đã sớm gặp được tên Vũ Phong này, được xưng là có thể câu thông lôi điện cửu thiên, là một nhân vật không hề tầm thường ở thiên tài doanh. Sau này lại được một lão quái vật nhìn chúng, đặt kỳ vọng rất lớn lên người hắn, thế nhưng vào thời khắc này lại ra tay với sư môn. Kẻ vô ơn bạc nghĩa, giết. Vị trưởng lão kia giận dữ, chiến đấu bùng phát, đột nhiên nhóc tì xuất hiện làm loạn, một vệt thần quang quét về phía trước, phù một tiếng, chặt đứt mấy tên cường giả vũ tộc kia, mưa máu văng tung tóe. Cùng lúc đó, cánh côn bằng sau lưng giang ra, cuồng phong nổi lên, nó vọt tới, ánh kiếm xoèn xoẹt thế nhưng bên trong vũ tộc có không ít cao thủ. Bọn họ thối lui tránh né sát kiếp, chém hắn. Mọi người của vũ tộc giận dữ, một thiếu niên từ trong bóng tối nhảy ra, dám mạo phạm oai nghiêm há có thể buông tha là hắn, là hùng hài tử. Cái gì, nhanh, đuổi theo, giết. Khi mọi người của vũ tộc biết kẻ nào phá đám thì tất cả điên cuồng sông về phía trước. Nhóc thì cố ý bại lộ hình dáng. Hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, quả nhiên tất cả bọn họ đều điên cuồng đuổi theo tên hùng hài tử đã chém giết hết thiên tài và phong ấn giả của bọn họ trong bách đoạn sơn. Điều này khiến bọn họ hận đến xương tùy lại là một hồi đại truy sát nửa canh giờ sau, nhóc tì mới thoát khỏi cuộc truy đuổi, vết máu loang lổ trên người. Đứng trước bờ vực sinh tử quá nhiều. Nhóc tì quả thật rất mệt mỏi, khi lại xông vào một chiến trường nhỏ thì ánh mắt của nó có chút cay cay. Hai người hùng phi trưởng lão, chắc vân trưởng lão đều không ưa gì nó, bởi vì khi mới nhập môn nó đã gây phiền phức cho hai người này rất nhiều nên họ vẫn luôn muốn đánh nát đít nó hiện tại hai người vì những đệ tử nên đã bỏ mặc sinh mạng ngăn chặn truy binh chém giết đẫm máu để môn đồ đệ tử nhanh chóng chạy trốn khi nhóc tì nhìn thấy thì hai người đã ngã nhào trong vũng máu bị một con thú khổng lồ cắn xé cả hai đều chết thảm trưởng lão đám người hô to ngày thường hai người này không nhận được sự yêu thích của các đệ tử thế nhưng vào thời khắc này lại vẫn che chở cho bọn họ bản thân không hề chạy trốn tất cả mọi người đều khóc lớn, cả đám đệ tử đau xót không ngớt. các ngươi mau đi đi, để ta lên ngăn cản. một thanh niên hai lăm hai sáu tiến lên chặn hậu. lâm mộc sư huynh, đi nhanh đi, huynh không phải là đối thủ của bọn họ. một đám người lo lắng khuyên nhủ, đừng nói nhảm. trưởng lão chết rồi, nơi đây ta lớn nhất, các ngươi mau đi đi. lâm mộc quát lên, sư huynh. một đám người nghẹn ngao. lâm mộc nhập môn đã hơn mười năm là một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, lần trước khi Nhóc Tỳ đi đối phó với đám người của tứ đại gia tộc ở ngoài Sơn Môn, hắn từng thể hiện thực lực của mình. Một người cũng không được đi, con thú khổng lồ quát, "Còn không mau đi?" lầm Mộc quát lên, xoay người hướng về phía trước, khóe mắt Nhóc Tỳ có chút cay cay, dứt khoát phải ra tay. Cho dù làm như thế rất nguy hiểm thế nhưng nhịn không được kiếm gãy phát sáng, ánh kiếm cực kỳ to lớn, gần như đã rút hết toàn bộ tinh khí thần trong cơ thể nó, phù một tiếng. Chém rụng cái đầu thú to lớn kia xuống đất, gào, một đám hung thú của thú sơn Tây Lăng tức giận tất cả nhìn lại, sau đó khí tức hung tàn ngập trời. Nhào về phía trước, đi nhanh, nhóc tì hướng về mọi người hét lớn, đám đệ tử rơi lệ cuối cùng cũng quay lưng chạy về phương xa. Mộc Phong không có rời đi, ha ha cười nói tiểu sư đệ. Không ngờ đến thời khắc cuối cùng huynh đệ ta cũng kề vai sát cánh chiến đấu. Sư huynh cũng mau đi nhanh đi." Nhóc Tỳ Vung kiếm gãy lên nói. "Không cần đâu, ta đã triển khai Nhiên Huyết Thông Thiên Công, sinh mệnh chỉ có thời gian một ngày, không bằng cứ anh dũng mà chết trận." Lâm Mộc Hào hiệp nói. Hắn không có bi thương, không có phẫn nộ, mà vô cùng bình tĩnh, như đang nói đến một chuyện không liên quan đến bản thân vậy nhiên huyết thông thiên công có thể thúc đẩy tiềm năng lớn nhất trong cơ thể trong vòng một ngày. Sức chiến đầu tăng lên mấy lần, thậm chí phải đến 10 lần, cho đến khi máu huyết cháy hết rồi chết đi. Cứ để ta đại sát một hồi, tiểu sư đệ ngươi cứ tìm cơ hội chạy trốn. Nhất định phải giữ được tính mạng. Lâm Mộc dặn dò, nhóc thì nắm chặt nắm đấm, con mắt đỏ chót. Lâm Mộc là một vị thiên tài cực kỳ mạnh mẽ, có uy tín rất cao trong hàng đệ tử. Hơn nữa, hắn cũng được các trưởng bối trong giáo coi trọng. Hiện tại, hắn lại sắp chết đi, hơn nữa chết trận một cách hào hùng. Sư đệ, đi thôi. Cuối cùng, lâm mộc hét lớn, nhiên huyết thông thiên công sớm đã triển khai, thiêu đốt máu huyết gần như không còn, thân thể hắn phát sáng, vô cùng chói mắt. Nhằm thẳng phía quân địch, nhóc tỳ gào gào kêu to con mắt rưng rưng, liên tục vùng kiếm, hàng lệ lăn dài trên má, cuối cùng đành phải rời khỏi nơi đây trường đại kiếp nạn này kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng cũng dần dần kết thúc nhóc tỳ đã thành công trốn thoát trong lòng tràn đầy thương cảm rời khỏi vùng tĩnh thổ nhuốm đầy máu này. Ánh bình minh ló dạng mặt trời hiện lên. Nó nằm ngửa trên một vùng núi chẳng muốn động đậy gì cả cũng không biết bao lâu thì nó đứng dậy cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh tịnh thổ hoang tàn kia. Con mắt của nhóc tỳ vô cùng đỏ ánh mắt rất bình tĩnh rất lâu sau quẹt đi dòng lệ nóng dứt khoát xoay người rời đi nó đón ánh bình minh, nhanh chân rời khỏi nơi đây. Sương mù lượn lờ trong núi. Dưới ánh bình minh tỏa ra những hào quang năm sáu màu trông rất thơ mộng. Những giọt sương sớm lấp lánh ướt đẫm lá cây, cây cỏ xanh rờn, ánh mặt trời ấm áp, nhóc tì bước từng bước, xoay lưng lại tịnh thổ cứ thế đi về nơi xa. Cuối cùng, nó điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu chạy thật nhanh, đón ánh bình minh, nó như một ngôi sao trổi rực rỡ vụt ngang trên mặt đất, hoàn toàn rời khỏi mảnh mất thương tâm kia. Bổ Thiên các bị diệt tạo nên một làn sóng lớn, thập phương đều kinh sợ, đây chính là một việc lớn ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Cho nên toàn bộ đại hoang đều chấn động cả lên. Đại loạn đã tới rồi sao? Tất cả mọi người kinh hãi, đó chính là Tịnh Thổ thượng cổ truyền thừa vô tận năm tháng, cứ thế bị tiêu diệt trong một buổi. Trận chiến thật đáng sợ, cứ thế bị diệt vong. Đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn hay sao? Ngày đó chắc không còn xa nữa rồi bất kể là nhân tộc hay là những sinh linh khác những thế lực lớn có truyền thừa lâu đời đều cảm thấy vô cùng bất an trận chiến qua đi bổ thiên các trở thành một đống hoang tàn được xưng là một cõi cực lạc từ thượng cổ đến nay ngay cả thần linh cũng chưa từng biến nơi đó thành vùng đất hoang dù là trong thời kỳ đáng sợ nhất thời chư thánh tranh bá nơi này vẫn tồn tại được đến ngày hôm nay một môn phái to lớn như thế lại biến thành cho bụi xóa tên khỏi thế gian này rất nhiều người có dự cảm không tốt bên trong đại hoang dường như có một loại không khí nôn nóng bạo ngược e rằng khó mà bình tĩnh được cuộc bạo loạn gần như đã mở màn đọc truyện online mới nhất ở tieyenfuell vn rất khó tưởng tượng một đại giáo thời thượng cổ như bồ thiên các mà cũng bị diệt quả nhiên truyền thừa huy hoàng năm đó đã suy yếu quá nhiều và ngày kết thúc cũng đã tới đám gia tộc cổ xưa như thác bạt tộc thú sơn tây lăng đều ra tay cả đám thế lực khổng lồ xâm lấn như thế thì ai có thể chống lại, không diệt cũng không được nhen. Quan trọng nhất đó là Thái Cổ Thần Sơn đã tỏ rõ thái độ của mình như Nghi Sơn. Thần Sơn Nam vẫn đều có những trí cường giả của mình giáng lâm, thái độ của bọn họ quyết định hết thảy. Thế giới đại hoang, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Bổ thiên các bị diệt. Sức ảnh hưởng quá lớn mà hành động của Thái Cổ Thần Sơn cũng làm người khác phải suy nghĩ, điều động cả Hoàng Kim Thú để tham gia cuộc chiến, việc này quả nhiên kinh khủng. Nên mới dẫn tới trận đại kiếp nạn này. Thần trùng kinh thế, đây chính là một trí bảo, dây leo già đã thai ngén từ thượng cổ đến bây giờ ẩn chứa đạo phù tế luyện vô tận năm tháng. Làm cho cả thần linh cũng phải thèm nhỏ dài. Nếu không có thần trùng thì mấy vị trí cường giả đời nào ra tay? đương nhiên chuyện bổ thiên các bị diệt vong thì không thể nào tránh được dù sao dây leo già đã sống từ thượng cổ đến bây giờ rồi sinh cơ cũng không còn nhiều nên muốn tọa hóa mà những cừu địch mạnh mẽ trước kia thì đời nào khoanh tay đứng nhìn đây là trận phong ba bão táp nhanh chóng bao phủ toàn bộ tất cả mọi người khi nói đến đều khiếp sợ kết thúc như thế và kết quả như vậy vô cùng kinh khủng một vùng thần thổ nói diệt vong liền diệt vong vượt qua dự đoán của rất nhiều người làn sóng lan rộng chấn động toàn bộ hoang vực không người không sợ hãi khắp nơi bàn luận bổ thiên các gặp phải đại kiếp nạn có mấy người chạy thoát phải biết rằng rất nhiều giáo phái liên minh lại nhân vật cấp vương hầu cũng tham gia khó mà sống được nghe nói chỉ có bọn tôm tép lọt lưới thôi còn lại hầu như đều chết trận cả có người thở dài lại có người cười trên nỗi đau của người khác phản ứng của sinh linh các tộc trên thế gian cũng chẳng giống nhau gì ở trong chiến dịch này, những người như giáo chủ Tịnh Thổ, Mộ Viêm, Liễu lão và các cao tầng trong Bổ Thiên Các đều là những đối tượng được đặc biệt vây giết. Sợ bọn họ sử dụng đại thần thông dẫn các đệ tử môn đồ trốn đi. Nhân vật như vậy nếu để chạy trốn được một hai người ắt sẽ trở thành họa lớn. Giống như suy đoán của mọi người, các cao tầng của Bổ Thiên Các đều toàn diệt, ngoài trừ đám người chiến vương lăng thiên hầu và nhóm người được nhân hoàng thạch quốc cứu ra thì hầu như những nhân vật trọng yếu của tịnh thổ thượng cổ đều không thấy chạy ra ngoài quá tàn khốc sau khi một vị lão tổ bị giết chết thì bị người ta thu hết đại thần thông và giết chết hơn trăm tên đệ tử mà hắn ta dẫn theo ngoại trừ cao tầng ra thì một vài thiên tài những nhân kiệt được chú trọng bồi dưỡng cũng bị nhắm tới cũng là những mục tiêu để thanh trừ bọn họ gần như cũng bị diệt sạch đám người lâm mộc ngũ phong đều chết trận cả, máu nhuộm kiếp hồ. Bổ thiên các song đời, những nhân vật từ trưởng lão trở lên hầu như bị diệt sạch, đệ tử thiên tài cũng héo tàn, tịnh thổ hùng vĩ khi xưa nay đã trở thành đống hoang tàn. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi. À, còn tên hùng hài từ đó đâu thiên phú hình như cũng rất đáng sợ, hắn vẫn còn sống hay sao? Đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Người của bốn đại tộc vẫn không ngừng truy đuổi hắn là đối tượng phải giết cho bằng được bị nhiều người để ý như thế thì khó lòng toàn mạng đoán chừng những đệ tử đi chung với hắn cũng bị diệt sạch sẽ á ngoại giới khó có thể yên tĩnh được cơn phong ba này làm chấn động cả đại hoang rất nhiều ngày sau mọi người vẫn luôn bàn tán sôi nổi trong một vùng núi con mắt thanh phong đỏ bừng không ngừng rơi lệ bổ thiên các biến thành vùng đất khô cằn rất nhiều người chết cũng không biết còn được mấy người chạy thoát nữa hu hu chắc không còn được gặp lại những vị sư huynh sư tỷ kia nữa rồi bữa trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu mà nó gào khóc nhóc tỷ nắm chặt nắm đấm ngồi yên một chỗ không nói không năng gì còn nhớ khoảng thời gian vui vẻ khi bọn nó cùng nhau uống rượu ca hát ở bổ thiên cát nhất trí cùng nhau ra ngoài sơn môn vây giết tứ đại gia tộc rất nhiều sư huynh sư tỷ véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rất nhiều người quan tâm và bảo vệ còn căn dặn nó phải chăm chỉ tu hành tương lai sau này phải uy chấn bốn phương, bảo vệ tịnh thổ. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt đã thành không, nhiều người không thể nào gặp lại nữa, ví như lâm mộc sư huynh thiêu đốt máu huyết chính mình. Chạn hậu ở phía sau để cho các sư đệ sư muội chạy trốn rồi cuối cùng nằm xuống nơi xa trường. Còn có ngũ phong sư huynh nữa, rồi thêm rất nhiều sư huynh sư tỷ mà không biết tên. Vào thời điểm mấu chốt bọn họ đánh đổi sinh mệnh để bảo vệ cho các sư đệ sư muội của mình chạy trốn mảnh tịnh thổ từng tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, hiện tại lại bao phủ bởi một tầng tử khí. Nơi nơi cháy đen, tường đổ ngói vỡ, trở thành nơi chôn xương của rất nhiều sư huynh sư tỷ. Người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương. Nhị ngốc từ than thở, từ xưa tới nay, cũng không biết bao nhiêu giáo phái cổ xưa rất huy hoàng một thời cũng bị mai táng trong sớm chiều. Trong đó cũng không thiếu những cổ quốc vô thượng. Ta phải cố gắng tu hành tương lai vì các sư phụ, trưởng lão, sư huynh sư tỷ mà báo thù. Thành phòng cũng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ kích động, lau giọt nước mắt cuối cùng. Ngoại giới gió vẫn thổi mây vẫn bay, có rất nhiều lời đồn lại. Ăn đồ ăn đi, thịt linh khuyển rất ngon. Nhóc tỷ nói, trên đống lửa đang nướng một miếng thịt vàng óng. Vô cùng thơm ngon khiến người khác phải chảy nước miếng. Để ăn, để phải ăn thật nhiều. Thành phòng dùng sức cắn đây chính là linh khuyển của tứ đại gia tộc thả ra để lần theo dấu vết của nhóc tỳ trên đường đi quả thật gặp nạn mấy lần suýt chút nữa thì đã bị họ tìm được cũng rất may mùi cỏ u lan ở trên người nhóc tỳ cũng phai nhạt đi không cách nào lần ra được nữa bóng lông chít chít luôn miệng cũng đang gặm một tiếng thịt to chớp mắt nửa tháng trôi qua dù sao cũng vẫn là con nít lòng đau buồn cũng nhạt đi rất nhiều nếu không suy nghĩ nhiều thì bọn nó cũng không buồn đến mức sầu não. bọn nhóc thì vẫn thẳng tiến một đường, cất bước đi trong đại hoang, lang bạt và thí luyện cũng không có vội vã chạy đi. bọn chúng đã xác định được mục tiêu, phải quay lại thạch thôn. một tháng sau, cảm giác mờ mịt trong lòng của bọn nó đã nhạt đi nhiều, thoát khỏi sự bi thương kia. trên mặt lại lần nữa xuất hiện nụ cười tinh khiết của trẻ thơ. chúng ta hiện đang ở chỗ nào thế? còn cách thạch thôn xa không? thanh phong hỏi giờ ta đang ở bên trong Thạch Quốc rồi. Chắc còn phải ba bốn mươi vạn dặm nữa thì mới tới được Tây Cương của Thạch Quốc. Sau đó chúng ta lại nhắm hướng Tây đi thêm ba mươi vạn dặm nữa thì có thể trở lại Thạch Thôn rồi. Nhóc tỳ nói, đang ở Thạch Quốc bọn nó không thể không nghĩ tới vũ tộc. Vũ Phong và đám cường giả đê tiện kia từng tiến vào bổ thiên các tu hành, cuối cùng không cảm ơn mà còn thừa cơ hãm hại, giết chết đệ từ tịnh thổ, quả thật khiến cho người khác chán ghét. Vô cùng tức giận. Hai, đây là một tộc vương hầu lớn, bây giờ chúng ta không thể đụng tới, nếu không chắc chắn bị giết chết ngay. Nhóc tì than thở, nó có cựu oán vô cùng sâu với tộc này, không riêng việc diệt bổ thiên các mà còn những việc đã từng làm với nó, khi nhỏ mất đi trí tôn cốt cũng chính do nữ nhân của tộc này ban tặng cho. Thành Phong gật đầu, mặc dù hồn nhiên như nó nhưng cũng rất muốn giết những tên này, rất nhiều sư huynh sư tỷ không chết trong tay địch nhân mà lại chết trong tay đám người này đây là món nợ máu sớm muộn gì cũng phải đòi lại hơn nữa năm đó khi ở tổ địa thứ hai nơi tây cương đám người này thu mua nô bộc để hãm hại thanh phong khiến cho chân nó gần như tàn phế không thể đụng vào mấy tên đầu sỏ thế nhưng cũng có thể thu lại một ít vốn liếng nhen nhị ngốc tử nói năng vô cùng ung dung thong thả toàn nghĩ đến chuyện xấu thế nhưng ta thích đại hồng điều vui mừng gõ một cái bục lên gáy của nhị ngốc tử khiến nó nhảy dựng lên đầy tức giận chính xác khi đi ngang qua phải thu tiền lãi chứ nhóc tỳ gật đầu nhị ngốc tử nhóc tỳ đại hồng điểu thanh phong cùng nhau thảo luận sau đó bắt đầu tìm hiểu những tin tức liên quan đến vũ tộc nghiên cứu các lãnh địa của bọn chúng tấn công vũ tộc thì không ổn mấy người nó còn chưa có khả năng đó trừ phi trở thành vương hầu thì mới có thể chinh phạt được bọn nó rất thực tế muốn cướp sạch những lãnh địa của vũ tộc đây là mục tiêu rất đơn giản chính là chỗ này lạc hoàng lĩnh vừa hên là trên đường chúng ta trở về tây cương tiện đường đến thăm luôn đó chính là một trong những lãnh địa vô cùng trọng yếu của vũ tộc sản vật rất phong phú có mỏ vàng đen có vườn linh dược còn có những dãy núi nơi thủy thú sinh sống chế tạo những vật vô cùng quý giá bọn nó cũng không muốn làm quá đáng chỉ cần cướp sạch một chỗ này thôi miễn cho dính vào tình thế nguy cấp lạc hoàng lĩnh tương truyền vào thời thái cổ có một con chim phượng hoàng đã sinh sống và chết đi ở nơi đây làm cho linh khí nơi đây rất sung túc cho tới hiện tại vẫn là một vùng đất quý giá nơi này cách tây cương của thạch quốc 20 vạn dặm là một lãnh địa quý giá hiếm thấy có cao thủ canh gác rất khó thành công đó bóng lông dựa cả vào mày đấy nhóc tỳ nói ném cho nó một cái túi da thú rất lớn nói không cần nhiều chỉ cần đầy là được bóng lông màu vàng không vừa lòng chít chít gọi cái túi gia thú này cũng đâu phải nhỏ muốn nhét đầy linh dược cũng không phải một hai cây là được lạc hoàng lĩnh chiếm diện tích rất lớn rừng nguyên sinh khắp nơi là một nơi lý tưởng để trồng linh dược bởi vì sau khi chim phượng hoàng thái cổ chết đi máu huyết của nó nhuộm đỏ nơi đây đất đai có linh tính rất đặc biệt không nói đến những gốc cây linh dược được trồng mà những cây linh dược cổ xưa sinh trưởng ở đây cũng không phải ít khi vũ tộc giành lấy khu lãnh địa này. Từng xung đột với rất nhiều tộc lớn ở nơi đây nên đã trả một cái giá không hề nhỏ mới nắm được vào trong tay. Hai, không tiện hạ thủ chút nào, lại có trọng binh canh gác nữa chứ. Nhóc tỷ đau đầu, số lượng cường giả canh gác ở nơi này rất nhiều. Chỉ sơ sẩy một cái thì sẽ kinh động đến các cao thủ kia ngay cho nên chỉ có thể dựa vào bóng lông nó như tên trộm chuyên nghiệp có linh giác nhạy cảm ngay cả trứng của di trùng thái cổ khổng tước năm màu cũng có thể trộm được cho nên đối với việc lèn vào vườn linh dược chắc cũng không có vấn đề gì to tát cả bóng lông cũng không lập tức hành động mà nó vòng quanh lạc hoàng lĩnh một vòng chớp chớp cặp mắt không ngừng suy nghĩ nhóc tỳ cũng như thế không ngừng tìm kiếm sơ hở dù sao tới đây là để thu tiền lãi phải toàn thân ra ngoài nếu vì chuyện này mà trả giá thật lớn thì cái được không bù được cái mất. Trong lạc hoàng lĩnh hình như đã xảy ra chuyện gì đó thì phải. Nếu không thì điều động nhiều người đến canh gác như thế để làm gì, giống như là gặp phải đại địch vậy. Nhóc thì kinh ngạc, quan sát trong mấy ngày, nó cảm thấy tình huống có chút không đúng. Phòng hộ ở khu vực bên ngoài quá chặt chẽ, hình như bên trong xảy ra sự tình không bình thường. Đi thôi, chỗ linh thổ này vừa khéo lại phát sinh chuyện tình. Nhóc tỳ nói, căn dặn bóng lông phải thật cẩn thận rồi nhét kiếm gãy cho nó. Lỡ bị bắt thì có thứ để phá phù văn trốn đi. Xẹt một tiếng, bóng lông hóa thành một vệt sáng vàng rồi không thấy bóng dáng đâu nữa, nó tiến vào lạc hoàng lĩnh, giáo ra giáo ra. Toàn thân màu vàng óng, nó chỉ to bằng nắm tay nên khi rơi vào trong bụi cỏ thì khó mà nhìn thấy nó được. Bên kia, đuổi theo. Nhanh, đừng để nó chạy thoát những âm thanh hô hào từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra khiến cho sắc mặt nhóc tỳ và thanh phong trắng bệch lẽ nào bóng lông vừa mới vào trong thì đã bị phát hiện rồi chuyện này có vẻ không ổn có thể nguy hiểm tới tính mạnh trộm gà không được mà còn mất nắm thóc nhóc tỳ rất hối hận cảm thấy mình quá lỗ mãng nếu như bóng lông gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn thì chắc nó sẽ hối hận tự trách mình cả đời chạy không được đâu lần này nhất định phải bắt cho bằng được chỉ cần ở lạc hoàng lĩnh thì nó khó mà trốn thoát đã xuất hiện hai tháng rồi liên tục hiện hình mấy lần ta cũng không tin là không bắt được ngươi nghe được những tiếng la hét từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra bọn nhóc tì ngẩn ra hình như không phải nói đến bóng lông thì phải chẳng lẽ còn có con sinh linh khác cũng xông vào nhất định phải bắt cho bằng được loại sinh linh này nhiều năm qua chưa từng thấy một lần cộng mấy chục cây linh dược lại cũng không bằng nó là một bảo vật vô giá ta đã thông báo cho các cao tầng trong tộc rồi nhất định phải bắt được nó các loại âm thanh la hét từ trong lạc hoàng lĩnh truyền ra tất cả các cao thủ đều đang hành động bắt giữ thứ gì đó hình như là một con sinh linh không tầm thường xuất hiện thì phải đến cùng là cái gì đây giống như là thánh dược hóa hình vậy những người bảo vệ của vũ tộc ở đây vô cùng kích động vô cùng điên cuồng đại hồng điều nói thầm lạc hoàng lĩnh rối loạn tất cả các cao thủ đều được phát động đi bắt thần vật đám người nhóc tỳ nhị ngốc tử nóng ruột nóng gan hận không thể xông vào trong cướp sạch toàn bộ một phen đến cùng là sinh linh ghê gớm gì đây lại khiến cho cả vũ tộc kích động như thế không thể cho nó trốn được vũ vương đã ra lệnh chúng ta không có biện pháp nào khác nhất định phải bắt được rồi dâng lên một ông lão quát lên loại sinh linh này là vật hiếm thấy trên đời mấy trăm năm cũng chưa chắc có một con hiện lại cũng chỉ có hoàng gia đang nuôi một con mà thôi những lời này truyền tới càng khiến nhóc thì đứng ngồi không yên mắt to vát sáng nó không chờ được nữa rất muốn lẻn vào trong hơn nửa ngày sau bụi cỏ nơi xa xa truyền đến những tiếng vang rì rào bóng lông xuất hiện cái bụng nhỏ no căng tròn đến đi không nổi nữa nó phải lăn tròn ra ngoài túi da thú đưa cho bóng lông sớm đã bị nó ném đi từ lâu cơ bản chẳng có tác dụng gì nó chỉ lấy sợi dây leo cột 11 gốc cây linh dược tỏa ánh sáng lấp lánh mang ra ngoài, rồi ở một tiếng thật dài. Giỏi thiệt, chỉ có đi một chuyện mà có thể trộm được 11 cây linh dược. Con mắt của đại hồng điểu như muốn lồi ra ngoài, quá kinh khủng. Phải biết rằng, một ngọn linh sơn thì cũng chỉ có thể sinh trưởng một cây linh dược mà thôi, vậy thì nó phải bỏ qua bao nhiêu ngọn linh sơn đây? E rằng chỉ có vùng đất được nhuộm qua máu của chim phượng hoàng mới có nhiều linh sơn như vậy nhóc tì nhếch miệng, trong lòng không ngừng đau xót, khẳng định bóng lông đã phá hoại không ít. Thứ nó mang về cũng chỉ là số ít mà thôi, thứ ngon đã bị nó cho vào trong bụng từ lâu rồi. Đúng là lãng phí mà. Nó lẩm bẩm cả người bóng lông rực rỡ, vô cùng hãi lòng. Mỗi một lần ở là một lần hào quang bốc ra từ trong miệng nó, trời mới biết nó đã phá hoại bao nhiêu gốc linh dược rồi. Chuyện đến nước này ai cũng hiểu cả. Phòng trừng cả lạc hoàng lĩnh đều bị nó phá hoại tan tành hết bóng lông, bên trong xảy ra chuyện gì thế hả Thanh Phong tò mò hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này bóng lông lập tức hưng phấn. Cặp móng vuốt nhỏ xíu bơ bơ nhiều lần, cặp mắt thì trợn tròn, hận là không thể cùng với nhóc tì vào trong bắt cái tên mất dịch kia. Có linh vật hiếm thấy trên thế gian, đó là gì, nhóc tì liền hiểu được ý của nó thế nhưng cũng không biết con sinh vật kia đến tột cùng là cái quái gì. Làm sao có thể bắt được nó đây? Thanh Phong hỏi bóng lông quơ quơ nhiều lần ý nói là con sinh linh kia có thể lên trời xuống đất có thể xuyên đất mà đi nó suýt chút nữa thì bắt được thế nhưng lại để tuột mất trong tầm tay ta có một dự cảm hình như đã gặp được thứ vô cùng ghê gớm thế nhưng làm sao để bắt được nó vào tay đây nhị ngốc tử cũng động lòng linh vật kia hình như không có sức chiến đấu gì cả thế nhưng nó có thể xuyên hành trong đất đá mà hình như cũng không có hình bóng chính xác rất khó bắt giữ nếu không thì những cao thủ của vũ tộc đời nào xuất hiện cùng một lúc và cũng thất bại nhiều lần như thế để ta ra tay đảm bảo sẽ tóm được một hòn đá dài một tấc được quấn trên sợi tóc của nhóc tỳ nói đó chính là đả thần thạch nhóc tỳ nghe thế thì vui mừng cảm thấy nó có thể đảm nhiệm được công việc này loại đá thần này từ xưa đến nay chỉ xuất hiện có mấy khối mà thôi nắm giữ năng lực rất thần kỳ có thể kích chúng vạn vật ngay cả thánh nhân thượng cổ cũng thèm nhỏ dãi dùng nó để luyện bảo cụ. Được thế thì giao cho ngươi, nhân cơ hội đang náo loạn, ngươi và bóng lông cùng nhau đi vào, bắt cho bằng được nó mang ra đây. Bên trong lạc hoàng lĩnh náo loạn, vô số cao thủ không ngừng tìm kiếm, thậm chí có người còn đào cả núi lên, phải bắt cho bằng được con sinh linh nắm ngữ pháp môn hành thổ sao này, sao hành thổ, một trong ngũ hành tượng trưng cho đất. Bốn hành còn lại là kim, thủy, mộc, hỏa ngoan thạch được sinh ra từ đá cho nên hiểu được pháp thuật hành thổ, đoạt được thiên địa tọa hóa, nó và bóng lông nhẹ nhàng di chuyển. Muốn yên lặng tranh cướp con sinh linh này. Sau đó không lâu, bên trong một linh thổ truyền đến những âm thanh la mắng, rất nhiều người hô hào, lớn tiếng kêu gọi. Đó là vật gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện thế? Nó đánh chúng vào linh vật rồi, nhanh, ngăn chúng nó lại, nơi đó chui ra một con chuột vàng, nó tha đi sinh linh hiếm thấy kia rồi không phải chuột vàng mà giống như một con khỉ hình tròn hả tảng đá mà cũng biết chạy hả ấy ra con bà nó đau chết mất nó còn biết bay nữa gãy xương ta rồi bên trong lạc hoàng lĩnh trở nên rối loạn kèm theo đó là những lời nói sợ hãi bởi vì linh vật quý giá đã bị cướp mất đây chính là vật mà vũ vương ra lệnh bắt cho bằng được giờ lại bị trộm mất bóng lông và đả thần thạch một đường lăn lộn kéo theo sau là một con sinh linh đã bị đánh cho ngất xỉu chạy trốn thật thảm hại tình cờ gặp phải phù trận ngăn cản thì liền dùng kiếm gãy bổ xuống nhanh chóng chạy trốn một tên trời sinh làm kẻ trộm một tên hiểu được pháp thuật hành thổ dãy núi hùng vĩ này cơ bản không thể ngăn cản được bọn nó miếng linh thổ này quả nhiên là thứ tốt nhen đả thần thạch kêu gào há miệng ăn rất nhiều có thể nhìn thấy bụi đất màu đỏ bay lên cứ như là cơn lũ bất ngờ ập tới như muốn chôn sống bọn nó vậy. Bóng lông cứ để yên cho đám đất bụi dính lên bộ lông vàng của mình, nó bổ ra một kiếm phá đi phù trận trước mặt. Rồi kéo theo con sinh linh kia chạy trốn cứ để mặc tên ngoan thạch ở chỗ đó. Bóng lóng trở về rồi, cũng không biết mang ra vật nghịch thiên cỡ nào đây. Thanh phong trợn tròn hai mắt, xa xa kim quang léo lên, bóng lông từ trong bụi rậm chui ra, khịt khịt mũi không ngừng ho khan, phun ra rất nhiều bụi mù, nó vô cùng tức giận, chiếc móng vuốt bé nhỏ của nó đang kéo một con sinh linh bị hôn mê. Đại hồng điểu, nhị ngốc tử cũng vọt tới, hai người hết cào rồi lại nhéo, muốn tìm hiểu xem con sinh linh hiếm thấy này. Đây chính là con sinh linh hiếm thấy mà mấy tên vũ tộc nói hả? Trong hoàng cung cũng chỉ có một con, mấy trăm năm mới gặp. Nhóc thì hơi đờ người ra. Thành Phong cũng trợn mắt nhìn chằm chằm con sinh linh mập ú kia, cảm giác có chút không hiểu, rồi nhìn về phía bóng lông, đây không phải là góp cho đủ số lượng đấy chứ, hả? Không phải là người thân của ngươi sao? Nhị ngốc từ đẩy đại hồng điều một cái, nhỏ giọng nói. Đại hồng điều giận dữ tắt mạnh lên cái đầu chọc nói, rõ ràng giống ngươi. Không phải là anh em của người đấy chứ, bóng lông căm giận ra giấu cho bọn nó biết, đây là bảo bối hiếm thấy, trong thân thể ẩn chứa những linh khí mạnh mẽ hàm rằng trắng như tiết va đập vào nhau như chuẩn bị ăn vậy. Nhóc tì tin tưởng vào linh giác của mình, nó sách lên quan sát đây không phải là một con gà rừng hay sao. Chỉ là to hơn con chim chỉ bình thường mà thôi. Con gà đất này cao tới nửa mét, lại mập tròn vo, lông gà có màu vàng đất nếu ném vào trong vùng đất trong thì chắc cũng chẳng ai chú ý cả. Đây mà cũng được gọi là vật vô cùng quý giá sao. Nó vò vò đầu trời ạ à, linh dược cũng chẳng thấy bị người phá hoại rồi đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết từ trong lạc hoàng lĩnh truyền đến giọng điệu vô cùng gấp gáp giống như gần chết đến nơi lập tức trở nên náo loạn vườn linh dược bị người đến thăm đáng chết toàn bộ linh dược đều bị trộm cả rồi mau đuổi theo còn phải nói sao khẳng định là con sinh linh kỳ quái khi nãy rồi đừng cho nó trốn thoát không chỉ phá hủy vườn thuốc của chúng ta mà còn cướp đi bảo vật quý giá nữa bên trong lạc hoàng lĩnh đám người vũ tộc tức đến nổ phổi đúng là chuyện lớn mà bọn họ máu huyết sôi trào hết thảy tâm huyết đều thành nước chảy bn đờ âng a à, cuồng phong gào thét toàn bộ đất có màu máu trong lạc hoàng lĩnh đều bay lên rồi tập trung về một phương nói đó xuất hiện một cái vòng xoáy làm sao vậy muốn đuổi tận giết tiệt sao đánh cắp linh dược cũng thôi đi vậy mà còn muốn hủy diệt cả nơi đây người của vũ tộc sợ hãi vùng đất nơi đây nhiễm quá nhiều máu phượng hoàng mặc dù năm tháng trôi qua tình khí tiêu hao gần như không còn thế nhưng vẫn là bảo địa để trồng linh dược đi mau vũ tộc chắc phát điên lên rồi nhóc tì kêu lên không lo cho đả thần thạch nữa nó nhấc con gà đất lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhóm người ở sau nó cũng chạy mất dép chờ ta với ở sau một luồng bụi đất màu máu bay lên rất cao như một cái đuôi đuổi theo sau đả thần thạch khuấy đảo nơi đó lên rồi hút đi toàn bộ tinh hoa của đất màu máu này rồi sau đó chạy trốn. Đi, sau đó bọn nó tập trung lại một chỗ rồi tất cả leo lên lưng của đại hồng điểu. Nó bắt đầu giang cánh chạy trốn chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong dãy núi. Người của vũ tộc phát điên, linh dược bị trộm, sinh linh hiếm thấy bị đoạt. Vùng đất bảo bối này cũng bị liên đới hủy diệt theo trái tim bọn họ như ứa máu, nếu cao tầng mà biết được thì sẽ tức giận đến cỡ nào đám người này cặp mắt đỏ kè tiến hành truy sát xông vào núi rừng tìm kiếm khắp nơi đáng tiếc ngay cả cái bóng chúng cũng chẳng thấy bởi vì tốc độ bay của đại hồng điều quá nhanh sau khi tu luyện thêm bảo thuật thần bằng thì lông vũ màu đỏ của nó còn nhiễm lên một ít màu vàng khiến cho tốc bộ bay của nó cực nhanh sau hai canh giờ bọn nó đáp xuống khu đồi núi cách rất xa khu vực kia con gài rừng này tỉnh rồi thanh phong nhỏ giọng nói từ đầu đến cuối nhóc tì cầm rất chặt nó sợ nó chạy thoát bởi vì theo như bóng lông nói thì hở ra một tí là nó sẽ chui xuống đất liền đến lúc đó hối hận chẳng kịp không có chuyện gì đâu có ta ở đây thì có mà chạy đằng trời đả thần thạch lên tiếng đầy tự tin con gà rừng này lá gan cũng chẳng lớn chưa gì mà đã sợ rồi cặp mắt nhỏ chuyển động lộ vẻ sợ hãi đây không phải chỉ là một con gà con thôi sao chân quý như vậy sao nhóc tì không rõ nó nhìn không ra chút điểm đặc biệt nào. Con gà rừng này chợt gật đầu, biểu thị sự tán đồng ý nói là mau mau thả nó ra, chẳng có tác dụng gì đâu. Nhóc thì lập tức vui vẻ. Con gà rừng này nghe hiểu tiếng người tên này đã thông linh, xem như cũng không phải vật phàm, hù dọa nó nói, nếu như bình thường thì làm một nồi gà hầm ăn cũng được. Lập tức, con gà rừng này dãy rùa kịch liệt kêu chip chip không ngừng, thật sự là sợ đến gần chết ta nhớ ra rồi, con này phân nửa là bát chân kê. Nhị ngốc tử đột nhiên mở miệng, sau đó lộ kẻ kích động. Nước miếng chảy ào ào. Bát chân kê là cái quái gì, sao nghe hơi quen quen. Nhóc tì vò đầu, là bát chân sao thời thái cổ, ngay cả thần linh cũng thèm nhỏ dãi tám món ăn này. Nó là nguyên liệu của một trong tám món đó. Trong con mắt của nhị ngốc tử lấp lánh ánh sáng xanh, hận không thể nhảy tới ăn ngay. Sao, bát chân là tên gọi chung của tám món ăn quý hiếm và cầu kỳ chỉ dành cho giới quý tộc cung đình, chủ yếu là các bậc vua chúa. Gồm nem công, chả phượng, bàn tay gấu, gần nai, môi đười ươi. Thịt chân voi, yến xào. Quan niệm thế nào là quý hiếm và cầu kỳ trong ẩm thực cung đình, theo thời gian, đã có nhiều thay đổi. Một. Bởi vậy thế nào được gọi là bát chân, về cơ bản là không thống nhất. Đại hồng điệu đập một phát lên đầu nhị ngốc tử, nói, đại ca như ta còn chưa ăn. Người là tiểu đệ đứng sang một bên, nhóc Tỳ lúc này cũng đã nhớ ra, lập tức hiểu rằng nó có giá trị vô cùng. Bát Trần Kê, được xưng là thần chân mỹ vị, ngay cả thần linh cũng chảy nước miếng, vị thịt ngon lạ thiên hạ hiếm có. Trong những bữa tiệc của các thần linh thời thái cổ chắc chắn phải có món ăn nổi tiếng này. Ngoài ra thân thể của nó cũng ẩn chứa linh huyết chính là vị thuốc vô cùng bổ dưỡng vượt xa những linh dược quý hiếm khác chỉ dưới thánh dược mà thôi cho nên mới được gọi là linh vật hiếm thấy trên thế gian hơn nữa cứ mỗi tháng là nó sẽ đẻ một quả trứng có dược tính rất mạnh mẽ ngang ngửa với linh dược thần linh có thể không xem vào mắt thế nhưng ở rất nhiều giáo môn nơi thế gian nó có giá trị rất lớn gà mái đẻ linh dược đại hồng điều kêu lên đầy quái dị sau khi nhóc tì biết được nguồn gốc của nó liền trợn tròn con mắt quả thật giống như đang nắm một núi vàng núi bạc trong tay vậy. Nó nhìn thấy hàm răng của bóng lông vọ sát không ngừng. Nhị ngốc tử cũng đang trong tư thế vồ mồi thì tức giận cho mỗi đứa một tát trợn mắt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ ai dám ăn bát chân kê ta ăn kẻ đó. Đây chính là bát chân thời thái cổ. Là món ăn ngay cả thần linh cũng thèm thuồng, người không nên ăn hết, chỉ cần nếm thử một ít linh huyết là tốt rồi. Nhị ngốc tử xúi dục, không được ta muốn đưa nó về thạch thôn nuôi dưỡng. Rồi hằng ngày nó đẻ trứng đưa cho người của thạch thôn ăn. Nhóc Tỳ kìm nén dục vọng, mặc dù rất muốn ăn thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng đến bát chân kê. Nên cố gắng áp chế lại cơn thèm khát này. Bát chân kê, dù thời thái cổ cũng không có nhiều, nếu không thì đời nào đứng trong hàng ngũ bát chân được, chớ đừng nói đến hiện tại. Mấy trăm năm cũng khó mà thấy một con hiện tại chỉ có trong hoàng cung của thạch quốc mới nuôi một con mà thôi. nó là gà mái hay sao? nhóc tỳ nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. đúng vậy, đại hồng điều gật đầu. vậy thì tốt cứ nuôi nó trong thạch thôn, mỗi tháng thì sẽ đẻ ra một quả trứng có thể so với linh dược thế thì quá tốt. nhóc tỳ vô cùng cao hứng. thành phòng cũng vui lây. nếu như vậy những đứa nhỏ trong thạch thôn còn có a thúc và tộc trưởng gia gia sẽ có cơ hội sử dụng linh dược thường xuyên. Bát chân kê thấy bọn nó không để ý nên muốn chạy trốn, kết quả bị nhóc tì đè mạnh xuống. Mà cũng lúc này nhóc tì mới phát hiện ra được điểm thần dị của nó, những làn khí màu đất vàng lượn lờ, nó có thể câu thông với đại địa, suýt chút nữa thì đã chui vào rồi. Quá tốt, thật sự là bát chân kê, không có sai, còn quý hơn cả trăm cây linh dược nữa, đúng là thần chân hiếm có trên đời. Khi nhóc tì... Thành Phong vui mừng thì tất cả mọi người trong lạc hoàng lĩnh gần như phát điên, đồng thời trong lòng sợ hãi, một linh vật hiếm thấy như thế bị trộm mất. Chắc chắn Vũ Vương sẽ giết hết mọi người mất. Đi thôi, trở về thạch thôn, sau đó tìm một ít linh trùng, rắn độc cho nó ăn, như thế chắc có thể rút ngắn thời gian đẻ trứng của nó lại. Mong rằng hàng ngày đều có trứng ăn. Sau khi bọn nhóc tì đạt được con sinh linh hiếm thấy này thì cũng không trì hoãn thời gian nữa mà nhanh chóng rời đi, hận nhất là không thể ngay lập tức trở lại thạch thôn do chuyện này cũng là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày sau tin tức được truyền tới hoàng đô thạch quốc trong tòa phủ để một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ cung điện cổ xưa rác rưởi chỉ hai chữ thôi cũng đã tạo nên chấn động mạnh làm cho trên dưới toàn bộ sợ hãi trên dưới vũ tộc khi biết đến chuyện này thì tức giận lạc hoàng lĩnh bị phá hủy linh dược mất hết đất đai màu máu cũng đã mất đi linh tính biến thành màu đen, rồi lại mất thêm bát chân kê, đây chính là linh vật mà cả hoàng tộc chỉ có một con duy nhất. Vũ vương cần máu huyết cổ xưa của con bát chân kê đó, cả đám rác rửa nhà các ngươi lại để cho nó chạy thoát. Rất nhanh, tin tức lan truyền ra, chấn động cả hoàng đô, tất cả mọi người kinh hãi. Xuất hiện con bát chân kê thứ hai khiến cho người khác ngạc nhiên. Chuyện này gọi ra một hồi náo động, thế nhưng những thứ này đều chẳng ảnh hưởng gì tới bọn nhóc tì bọn nó ngồi trên lưng của đại hồng điều, hướng tây thẳng tiến tới biên cương của Thạch Quốc. Tiến vào trong đại hoang mênh mông thêm 30 vạn dặm nữa. Bạn đang đọc truyện tại tiayinfull.vn trong núi có rất nhiều mãnh thú. Còn có những con hung cầm bay lượn khắp nơi thế nhưng đại hồng cũng không phải là kẻ tầm thường, nó là di trùng thái cổ, mặc dù chưa trưởng thành thế nhưng bản lĩnh thoát thân thì vô cùng cao. Dọc theo đường đi cũng không có nhiều nguy hiểm lắm, vượt qua rất nhiều dãy núi lớn, tuy có mấy lần bị đám hung thú điên cuồng đuổi theo thế nhưng cuối cùng đều trốn thoát cả. Ồ, đây chính là sông Thái Âm, về sau nên thường xuyên tới đây để luyện thể ta tu hành bảo thuật Hỏa đạo nên vừa khéo cần loại tôi luyện này. Đại Hồng điều thán phục, bên trong đại hoang, một dòng sông lớn màu đen uốn lượn cũng không biết dài mấy vạn dặm cắt ngang rất nhiều dạng núi năm đó khi bóng lông trộm chứng thần của khổng tước nam màu thì nhóc tì. nó và thêm một con thú một sừng bị truy đuổi buộc phải nhảy vào con sông này để giữ mạng. đi thôi mau mau về thạch thôn. bọn nó nhanh chóng bay đi, sông qua rất nhiều dãy núi, trải qua rất nhiều lần chiến đấu cuối cùng cũng sắp tới nơi cần tới rồi. rốt cuộc cũng đã trở lại. nhóc tỳ kích động nhìn thấy khung cảnh núi non quen thuộc trước mắt. Nó từng cõng những tảng đá nặng mấy vạn cân để luyện thể, đã ở nơi đây tu thành qua. Chúng ta trở về rồi. Thanh Phong la lớn, vui mừng đến nỗi nước mắt bắt đầu chảy ra. Thời khắc này, trong lòng nhóc tì vô cùng căng thẳng và hồi hộp thậm chí có chút hoảng sợ, sắp trở về nơi chôn rau cắt rốn. Không biết thạch thôn hiện tại như thế nào rồi. Khi hơn 8 tuổi nó đã dẫn theo Thanh Phong rời đi, mài rũa và lang bạt hết 8-9 tháng thời gian, sau đó lại gia nhập bổ thiên các thời gian thoáng qua cho tới bây giờ nó đã rời đi được hai năm rồi hết thảy cứ như mới hôm qua còn nhớ từng cùng với đám người nhị mãnh bì hầu đi đào tổ chim cảnh tượng bị đại thẩm thanh lân ưng rượt đánh còn cùng nhau đi săn bắn hái thảo dược bắt hung thú con những tiếng cười nói lần lượt xuất hiện trước mắt thanh phong cũng rơi lệ vừa khóc vừa cười tuy chỉ sinh sống một hai năm ở đây thế nhưng cũng đã nhận được rất nhiều hạnh phúc chỉ là một sơn thôn thôi mà, sao lại phải hồi hộp như thế chứ? Những lúc ta về xào huyệt của mình thì chẳng thấy thú vị gì cả. Đại Hồng điểu nói thầm. Đúng, lúc này, nhóc Tì và Thanh Phong đồng loạt gõ lên đầu nó vài cái, nhị ngốc từ cũng cáo mượn oai hùng. À, du Hùa theo. Đại Hồng điểu tức giận, dương cánh bay lên trời cao, nhanh chóng bay đi, cảnh vật trên mặt đất lần lượt lùi lại phía sau, cuối cùng cũng đã đến được một vùng đất yên tĩnh và đẹp đẽ còn cách rất xa thế nhưng nhóc tỳ lại bảo nó hạ xuống muốn bước từng bước trở về một ngôi làng như ẩn như hiện nơi xa nơi này từng xảy ra chiến đấu các ngươi xem những tảng đá kia cũng bị nứt ra hết rồi kia đại hồng điểu nói vận dụng bảo cụ hơn nữa uy lực của bảo cụ cũng không hề nhỏ đây vốn là một ngọn núi đá thế mà lại bị gọt mất một nửa nhị ngốc tử cũng kinh ngạc thời khắc này trong lòng nhóc tỳ chợt lạnh tanh rồi run lên bần bật nắm chặt nắm đấm Cực kỳ hoảng hốt, rời đi được 2 năm, thạch thôn đã xảy ra chuyện gì thế này? Thành Phong khóc giống lên, trở lại thôn không ngờ lại thấy được tình cảnh như thế này. Bạn đang xem tại truyện fulltyenfull.vn phía trước rất yên tĩnh, không có âm thanh nào. Nhóc tì sợ hãi, mặc dù còn cách xa mấy dặm cũng không phải trong phạm vi của thạch thôn thế nhưng nơi đây lại có tàn tích của cuộc quyết đấu lưu lại có người đã vận dụng bảo cụ rất đáng sợ uy lực còn vượt qua dao long tiễn của nó nữa vốn nơi đây có mấy ngọn núi đá thế nhưng hiện tại đã trở thành bột mịn không còn tồn tại nữa rồi nhất định sẽ không có chuyện gì nhất định đều bình an cả nhóc tì nói nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước trái tim không ngừng nhảy loạn xả căng thẳng và sợ hãi đến cực điểm thanh phong chạy ở phía sau nước mắt nước mũi chảy ràn rủa sau khi bóng lông tới nơi đây cũng đã quen đường quen xá liền hóa thành một vệt ánh sáng vàng xẹt qua bụi cỏ chạy thẳng tới nơi đó nhanh chóng chạy mấy dặm sau khi tới gần thì nhóc tỳ dừng lại cũng không nhịn được nữa hai dòng lệ lan dài trên má một lát sau đám người thanh phong cũng chạy tới nơi đứng bên cạnh nó nhìn về thôn xóm cách đó không xa thạch thôn không có việc gì nhóc tỳ lau đi nước mắt chiến đấu sinh tử không ngừng lưu vong nó cũng không hề sợ sệt thế nhưng ngay lúc vừa rồi trong lòng nó vô cùng hoảng sợ vô cùng sợ hãi, mãi đến khi chạy tới gần thôn thì lòng nó nhẹ hẳn đi kích động đến ứa nước mắt. Toàn bộ lo lắng đều biến mất, có thể nhìn thấy bóng người trong thôn rất là quen thuộc. Đó chính là những người thân quen nhất của nó, phòng ốc vẫn như tước trong thôn cũng chẳng có biến hóa gì lớn cả. Một cây cổ thụ cắm rễ trước thôn, thân cây to lớn đã bị cháy đen, chắc là bị sét đánh, cũng có một vài vỏ cây cháy đen đã bóc ra thay vào đó là những vỏ cây xanh tươi những cành cây bị sét đánh. Bây giờ đã mọc ra mười mấy cành non xanh mơn mởn, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như là thời xích thần trật tự khai thiên tích địa vậy, xuyên qua vạn cổ, thần bí và an lành, từ từ buông xuống. Tràn trề sức sống, liễu thần còn, chỉ cần nó bình yên thì thạch thôn sẽ không có việc gì cả, vừa nãy là do nó nôn nóng quá. Nhưng mà bọn người nhóc thì trải qua những mất mắt đau khổ quá nhiều nên có hơi nhạy cảm. Bọn nó quá mệt rồi, tâm thần vô cùng căng thẳng rốt cuộc cũng về đến nhà nhóc tỳ và thanh phong nở nụ cười đầy hài lòng thế nhưng vẫn dưng dưng nước mắt trận đại kiếp nạn qua đi rồi được trở lại bên người thân những lo lắng toàn bộ tan biến tình cảm hạnh phúc tràn đầy trong lòng thời khắc này nhị ngốc từ nhìn chằm chằm vào cây liễu thủ ở trước thạch thôn kia cả người run run cảm giác muốn ngã quỵ xuống nhị để sao lại run cầm cập thế hả thật là làm ta mất mặt quá đại hồng điều dáng cho một tát đừng sủa nữa, phía trước có một vị rất mạnh, thông thiên động điện chọc thẳng vào chín tầng trời. Mênh mông vô tận, hù chết ông đây nè, nhị ngốc tử sợ hãi, nước tiểu gần chảy ra ngoài. Người nói linh tinh cái gì thế hả, đại hồng điểu nghi ngờ. Ta đang nói về cái cây đằng kia kìa, nhìn thấy không, đó là thần thánh đấy. Nhị ngốc tử thanh âm hơi run, quả thật không thể tin vào chính con mắt của mình nữa rồi. Không ngờ lại thấy một cây cổ thụ như thế nó run cầm cập kéo kéo nhóc tì, nói, hùng hài tử. Chuyện này như thế nào hả, sao ngươi lại không nói cho ta biết, lai lịch. Của nó như thế nào, ta sắp bị hù chết rồi đây này. Nhị ngốc tử không phải là một sinh linh bình thường. Đã từng hô phong hoán vũ, linh giác nhạy cảm đến mức khiến người khác kinh hãi, tuy không biết liễu thụ nông sâu thế nào nhưng nó lại có cảm giác liễu thụ có thể làm nổ tung bầu trời. Đứng vững trên chín tầng trời, khiến linh hồn của nó không ngừng run rẩy. Thời khắc này, đại hồng điều cũng cảm thấy không đúng lắm, chăm chú cảm nhận, cây cổ thụ kia vô cùng an lành. Ánh sáng nhu hòa tràn ngập thế nhưng lại khiến nó phải kính nể, không dám làm càn. Đến cùng có lai lịch ra sao đây? Nó chính là tế linh của thôn chúng ta, bảo vệ thạch thôn an bình. Phải tế bái và kính trọng nó đấy. Nhóc tỷ nói, cái gì tế linh của một thôn? Con mắt của nhị ngốc tử suýt chút nữa đã lồi ra ngoài, không cùng hoảng sợ cái thôn này rốt cuộc như thế nào đây đáng giá để một vị đại thần bảo vệ trở thành tế linh nơi đây chuyện này sao không khiếp sợ được chứ nhị ngốc tử nhìn chằm chằm về phía trước rồi quay sang nhìn nhóc thì càng nhìn càng cảm thấy sâu không lường được cuối cùng lại thoải mái nói cũng đúng chỉ có một địa phương vượt qua lẽ bình thường thì mới sinh ra được một tên nhóc hung tàn như ngươi thôi có thể rượt chư kiền ly long chạy khắp núi rừng người nói nhảm gì thế hả nhóc tỳ vừa bực mình vừa tức cười nhìn nó một cách biết rằng nó và đại hồng điểu bị dọa cho sợ chết khiếp lên rồi đúng lúc này tiếng chim hót truyền tới ánh sáng tím từ trong thôn truyền tới một con ác điểu dài sáu bảy mét nhanh chóng vọt tới rồi hạ xuống trước mặt mọi người tiểu ca ca người đã trở về rồi con chim lạ màu tím truyền âm toàn thân nó phát ánh tím rực rỡ cực kỳ giống như là đám mây khói đang bốc hơi vậy vô cùng thần dị rất nhanh, một con chim lớn màu vàng nhạt còn có một con chim xanh bay tới, chúng đều lấp lánh hào quang thần thánh vô cùng vui vẻ và thân mặt nhanh chóng tiến đến gần nó và thanh phong. Ồ, tử vân, đại bằng, tiểu thanh các ngươi. Sao lớn nhanh dữ vậy, dùng thần niệm truyền âm luôn, mới có mấy tuổi chớ mấy. Nhóc tỳ khá giật mình. Ồ, không đúng, các ngươi đều mạnh ngang ngửa với di trùng, huyết thống sao lại mạnh như vậy. Nhóc tỳ tỉ mỉ quan sát rồi giật mình. Đúng vậy, Tử Vân, đại bằng tiểu thanh lợi hại hơn nhiều. Thành Phong cũng trợn tròn hai mắt, mẹ nói với chúng ta, ngày ngày ngủ dưới gốc Liễu Thần, ngày ngày cúng bái nó. Kết quả hai năm qua, huyết mạch của chúng ta hình như tinh khiết hơn rất nhiều. Tử Vân truyền âm nói, đại thẩm Thanh Lân ưng thật thông minh, nhóc Tỳ than thở, mẹ cũng trở nên rất mạnh đấy, cũng nghỉ ngơi dưới gốc Liễu Thần thế nhưng gần đây đã tiến vào sâu trong đại hoang rồi, hình như đang khổ tu. Tiểu Thanh nói: Ôi trời ơi, sao lại lạ đời thế? Không biết ta cũng phải cúng bái mới được. Đại Hồng điều hì hục chạy tới trước thôn, nhỉ ngốc từ dáng dấp như thấy quỷ quả thật sợ phát khiếp, đi đứng cũng chẳng vững. Nhóc Tì Thanh Phong. Đúng lúc này người trong thôn phát hiện bọn nó, ngay lập tức có mấy người vọt tới. Ha ha, không phải nằm mơ rồi. Nhóc Tì đã trở về rồi, mọi người ơi, còn có Thanh Phong nữa. Một người trong số đó hét lớn truyền khắp cả thôn, mọi người cũng bị kinh động. Dầm dầm, một đám thiếu niên đại tráng, nhị mãnh, bì hầu nhanh chóng kéo tới, leo tường nhảy rào xông ra ngoài thạch thôn. Tiếp theo những người trung niên như thạch Lâm Hồ, thạch Phu Giao cũng xuất hiện. Ở phía sau có một nhóm tộc lão, còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, bọn họ cùng nhau chạy ra vô cùng kích động. Chúng ta đã trở về nhóc tì cùng thanh phong cũng kêu to, cắm đầu chạy về đầu thôn, khoảng cách trăm mét bất quả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khá lắm, mới đi đó mà đã hai năm rồi. Chúng ta nhớ chết rồi, cuối cùng cũng đã trở về. Một đám nhỏ cùng nhau tiến lên, khiêng bổng hai người lên. Cái tên thúi này, người có biết đã khiến chúng ta lo lắng cỡ nào không hả? Còn tưởng xảy ra chuyện gì trong đại hoang nữa rồi chớ thời gian dài như vậy mà cũng chẳng có tin tức gì cả hết người này đến người khác tới vây quanh lấy nhóc tì và thanh phong. Thiếu chút thì đè bọn nó vào trong đất rồi. Bọn nó vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng, cùng nhau lớn lên từ thổi nhỏ, những người này chưa bao giờ đi ra đại hoang. Tình cảm của bọn họ là chân thành và giản dị nhất. Sương cũng muốn gãy luôn rồi nè, tránh ra nhanh. Nhóc tì kêu to, lừa ai đấy hả, lúc người mới vài tuổi thì đã có thể vác những tảng đá nặng cả 10 vạn cân chạy nhông nhông khắp núi bây giờ 20-30 người cũng có thể ép nát ngươi. Một đám người nói vui vẻ, ánh mắt ướt át, dùng sức ép nó và Thanh Phong rất lâu mới chịu buông tha. Mới đứng dậy thì đám bì hầu, nhị mãnh lại nhảy lên, hết ôm cổ rồi lại ôm tay, vô cùng thân thiết. Thằng mất dậy, cánh tay mày cứng thiệt đấy, chưa gì đã hai năm rồi. Mà cũng chẳng có tin tức gì nữa chớ, chúng tao rất sợ không được gặp lại mày nữa đó. Thạch Lâm Hổ và những người lớn tuổi chen vào trong đoàn người ai cũng rất kích động ôm chầm lấy đứa nhóc này. Những quả đấm to như cái bát to của bọn họ ầm ầm nện lên ngực bọn nó. Bọn họ nói rất đúng, đại hoang thật sự đáng sợ, đi hai năm mà chẳng tin tức gì, cũng rất có khả năng đã chui vào trong bụng đám hung thú nằm rồi. Nhóc con cao lên không ít nhen, vẫn rất thanh tú. Thân thể càng ngày càng rắn chắc nữa. Thạch Phi giao vỗ vỗ bả vai bọn nó, trong mắt rưng rưng nước mắt. Hồ thúc giao thúc chúng con đều bình an cả, học được rất nhiều bản lĩnh nữa. Vẫn luôn muốn trở về thăm các thúc cũng nhớ các thúc nữa." Nhóc Tỳ nói chân thành. "Thúc cháu cũng nhớ các thúc." Thành Phong khóc, rời xa hai năm, bên ngoài đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tình, đặc biệt gặp phải đại kiếp nạn gần đây, tâm thần vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà thì thấy được những huynh đệ trưởng bối, giống như tìm được nơi dựa dẫm và ký thác thành phong đừng khóc đừng khóc nữa trở về là tốt mọi mọi người đều rất nhớ hai đứa nhất là cháu ngày nào mọi người cũng nhắc tới hết những người lớn động viên nhanh tay nhanh chân lại lau nước mắt cho hai đứa thành phong không khóc nữa lần này chúng ta đoàn tụ rồi đại tráng hổ tử bé chảy nước mũi chạy tới ôm cổ nó cố gắng dỗ dành con mắt ai cũng ứa lệ Hai đứa nhỏ các ngươi, sao lại lỗ mãng như thế chứ, vừa đi là mất tích hai năm liền, làm chúng ta lo lắng đến chết luôn. Một nhóm thiếu phụ đi tới, những tím này vô cùng dũng mạnh. Kéo cả đám thanh niên trai tráng sang một bên, thành phong ốm đi một chút nhưng cao lên không ít nhen. Nhóc tỳ vẫn xinh xắn như ngày nào, bây giờ hơn 10 tuổi rồi. Sau này phải gọi đại danh rồi. Hai đứa nhóc này ai cũng đều cao lên cả, càng ngày càng cường tráng nữa chứ, có thể cưới vợ được rồi chấm một đám cô dì nước miếng văng tung tóe lôi kéo hai đứa bé nói điên cuồng đủ chuyện trên trời dưới đất mà lúc này hổ nữ con gái của phi giao thúc cùng với một đám bé gái chạy tới vô cùng hưng phấn vây xung quanh kéo kéo tà áo của thanh phong và nhóc tỳ nói to nói nhỏ hết hỏi chuyện này đến nói chuyện khác mãi cho tới khi nhóc tỳ nói một câu Hổ nữ sao các người mập quá vậy thì ngay lập tức bị đám tiểu cô nương rượt theo đánh túi bụi cố gắng lắm mới thoát được mấy bà thím này. Tộc trưởng ra ra, vừa chạy vào thôn, nhóc tì suýt chút nữa đâm chúng một nhóm ông lão, nhanh chóng dừng lại rồi hành lễ với những người này. Con mắt nó đỏ ngầu bởi vì những ông lão này dâu tóc càng bạc hơn. Tuổi càng ngày càng già đi, chỉ có tộc trưởng Thạch Vân Phong tốt hơn một chút thế nhưng tóc vẫn bạc đi rất nhiều, hai năm thời gian thật sự không hề ngắn. Tốt tốt trở về là tốt rồi một nhóm ông lão kích động run lên cầm cập đặc biệt là vị tộc trưởng không ngừng nắm lấy tay nhóc tỳ mắt già vẩn đục nước mắt gần như muốn chảy xuống nhưng cuối cùng vẫn nén lại được nhóc tỳ do chính tay ông ta nuôi lớn cả đời tộc trưởng chưa từng lập gia đình sớm đã xem nó như là cháu ruột của mình rồi màu tới chào hỏi Liễu thần tộc lão nói nhóc tỳ lâu đi hàng lệ kích động và vui sướng xoay người lại đối mặt với liễu thụ sinh cơ bừng bừng, vô cùng thành kính, nói, liễu thần, cảm tạ người. Gió thổi tới, mười mấy cành non đung đưa giống như đang khai thiên tích địa. Có khí hỗn độn thoang thoảng, ánh sáng thần thánh chiếu rọi nó đáp lại nói, trước tiên cứ đoàn tụ với tộc nhân mình đi. Dạ, nhóc thì gật đầu, đại hồng điểu đứng bên cạnh, lúc này bị dọa cho sợ run cả người. Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng kêu thảm như tan nát cõi lòng của nhị ngốc tử, vô cùng sợ hãi. Một đám cô thím vô cùng dũng mãnh. Đặc biệt là mẫu thân của hồ nữ hồ thầm, một bàn tay to lớn vươn ra sách lấy cái cổ của nhị ngốc tử, nói, hai đứa nhỏ này dễ mến thiệt qua về nhà mà còn mang theo cả thức ăn về. Còn chịu khó vặt hết lông dùm nữa chứ. Nhưng vậy cũng được con chim này rất mập một lúc làm cho mọi người ăn món gà hầm thuốc bắc bà ta sách nhị ngốc tử nhông nhông đi vào trong thôn, một đám đại thẩm cũng gật đầu. Đánh giá lại con chim này, đám người này tụ lại quả nhật vô cùng náo nhiệt. Nhị ngốc tử suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp, đám nữ nhân này cũng dũng mãnh kinh khủng. Không hỏi đúng sai cứ thế mà tóm cổ đem đi làm thịt. Cuối cùng nó cũng biết được vì sao tên nhóc siêu quậy lại tham ăn như thế. Ở cùng với đám đại thầm này thì không hung tàn sao được chớ thân thể của nhị ngốc tử vẫn có vấn đề, sức chiến đấu bị phong ấn, mà sức lực của đám nữ nhân cao lớn thô kịch này cũng không yếu. Suýt chút nữa thì đã làm nó chết ngạt, nó kêu réo bằng giọng khàn khàn cầu cứu nhóc Tỳ. Cứu mạng, giết người rồi. Ồ, con chim này biết nói, là giống gì vậy? Chắc chắn là bảo dược huyết nhục phần lễ vật này của nhóc Tỳ quả thật rất quý trọng, đừng có lãng phí, phải dùng những lão dược hầm chung thì mới ngon được một đám đại thẩm nghị luận. Nhị ngốc tử sợ đến nổi cả da gà. Đại thẩm trước khi hầm thì phải nhét vào trong bụng nó thêm vài cây nhân sâm nữa, như thế mùi vị mới ngon được. Nhóc thì đưa ra ý kiến rất không tử tế. Hồ thẩm nghe được thì nói, bé chảy nước mũi, nhanh đi đào mấy cây lão dược đi, chút nữa nhồi vào trong bụng nó rồi đem đi hầm, nhị ngốc tử kêu to khiến cả đám đại thẩm kinh ngạc lấy làm hiếu kỳ. Sách cổ kéo đùi, giờ cánh xem xét rất kỹ lưỡng. Nhị Ngốc Tử kêu la thảm thiết, nó nhìn thấy được một cái nồi sắt màu đen, nước bên trong sôi sùng sục, sợ hãi đến mềm tay nhũn chân. Thịt rất săn, vừa nhìn liền biết là bảo dược rồi. Báo Thẩm lời nói oang oang, mài dao xèn xẹt khiến cho Nhị Ngốc Tử lạnh cả xương sống, dẫy dụa điên cuồng. Nơi này còn có một con chim lớn màu đỏ, cũng là do hai đứa nhỏ mang về. Một đại thẩm nhìn chằm chằm về phía Đại Hồng Điểu với bộ lông tươi đẹp. Đại Hồng Điểu rụt cổ lại, Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, đám nữ nhân này quá hung tàn. Cái gì cũng đòi ăn cho bằng được, đầu thôn có một cổ thụ thần thánh đứng ngay ngắn khiến nó không dám ngang ngược chút nào. Thành Phong vẫn là người tốt bụng, nghe nhị ngốc tử kêu thảm thiết như thế thì chạy tới, nói: "Đại thẩm, con này không ăn được đâu." Đây là đám người nào thế này? Đại Hồng Điểu, nhị ngốc tử ở trong thôn mà hồn phách bay lượn nơi đâu, vô cùng sợ hãi rời đi được 2 năm, thôn xóm quen thuộc của Nhóc Tỳ và Thanh Phong vẫn như vậy, cảm giác vẫn thân thiết như ngày nào. Được một đoàn tộc nhân vây quanh, nói không hết lời. Lầm hổ thúc phi giao thúc hai thúc đã đột phá, Nhóc Tỳ kinh ngạc, lúc rời đi hai người này vừa mới tiến vào bàn huyết cảnh. Hiện tại động thiên cũng được mở ra rồi. Ha ha, hai người cười khoái trá đầu tiên là ăn huyết nhục toan nghê, sau đó lại ăn một con xuyên sơn giáp màu vàng là một con tế linh kỳ quái, về vấn đề tu hành hơi muộn của bọn họ cũng đã được giải quyết. Có thể tăng tiến cảnh giới. Đại tráng ca, nhị mãnh, bi hầu. Các người cũng đã tiến vào bàn huyết cảnh rồi. Thành phong kinh ngạc, trong thiên tài doanh thì đây chẳng là gì thế nhưng ở một thôn xóm thế này mà nói thì đã là ghê gớm lắm rồi. Những đám trẻ này có thể bước lên con đường tu hành cũng không dễ phải biết rằng một bộ lạc lớn mạnh cũng chỉ có được vài người bước chân lên con đường tu hành chớ nói chi là một thôn cả đám thiếu niên cười hà hê bọn họ xây dựng căn cơ rất tốt tộc trưởng dạy cho bọn họ cốt văn hơn nữa khi còn rất nhỏ đã rèn luyện trong đình còn ăn huyết nhục toan nghê bảo huyết của tế linh nên đã xây dựng được những căn cơ rất vững chắc ngoài ra trong cái hồ lớn ở đầu thôn có lòng tu ngư trên bờ hồ còn tiểu loan điểu, đều là những sinh linh cường gân tráng cốt tăng cường sức mạnh đây quả thật là một món quà to lớn dành cho thạch thôn nên biết trong bộ tộc lớn có đông đảo nhân khẩu thì những người bình thường đều không thể ăn được những linh vật kia trong thạch thôn bất kể là trung niên hay là trẻ nhỏ thể chất qua hai năm vừa rồi đều tăng lên rất nhiều cho nên việc tu hành cũng tự nhiên thuận lợi trong thôn vô cùng nào nhiệt một đám người tụ tập cùng một chỗ, nói không hết chuyện, thỉnh thoảng truyền tới những tiếng cười lớn. Đang lúc này, một đứa nhỏ tập tễnh bước tới, lắc qua lắc lại, đứa nhỏ tầm một tuổi. Vừa mới biết đi không lâu, thúc 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 thúc, tiểu thúc thúc, đứa nhỏ kêu gọi luôn miệng, vẻ mặt kháu khỉnh, nhìn về phía thanh phong và nhóc tì. Hả, đây là thanh phong kinh ngạc. Nhóc tỳ cũng võ đầu, mình vẫn là một đứa nhỏ, mấy năm trước cũng non nớt như thế, sao chỉ có nháy mắt mà đã làm thúc thúc rồi, đứa nhỏ nhà ai đây? Báo tỷ, đây là con tỳ Thanh Phong giật mình, chính xác, một thiếu nữ 16-17 tuổi, trên mặt lộ nụ cười tê giói, không chút xấu hổ. Vui vẻ đùa thằng nhỏ bảo nó kêu thúc thúc, nhìn sao khá giống với. Nhóc tỳ ngờ vực rồi nhìn về đám bạn thân chơi cùng ngày xưa. Khà khà cả đám người lập tức nở nụ cười. Một người trong đó có vẻ không được tự nhiên, vô cùng xấu hổ. Đại Tráng ca nhóc tỳ khá là kinh ngạc, mới hai năm thôi mà đám bạn thân khi xưa không ngờ đã lập gia đình mà còn có em bé nữa, tốc độ làm việc quá nhanh. Ba, tên nhóc một tuổi lắc lắc cái mông đi về phía Đại Tráng, duỗi thẳng đôi tay muốn hắn ôm. Đại Tráng ca hiệu suất làm việc không thấp nhen, nhóc tỳ cảm thán sau đó đưa tay bế đứa nhỏ từ tay đại tráng, nói, để thúc thúc ôm cái nào. Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, bây giờ lại phát hiện thạch thôn càng ngày càng nhiều đứa nhỏ nhỏ tuổi hơn mình. Khiến nó cảm thấy mới lạ, không ngừng lắc lư cùng đứa nhỏ này. Thạch đại tráng rất lúng túng, hoàn toàn khác với vẻ phóng khoáng thường ngày của mình, hắn chừng mắt nhìn đám người nhị mãnh, bì hầu. Nói, cười cái gì, không phải các ngươi cũng đã cưới vợ rồi hay sao? Hà Thanh Phong nghe thế thì thốt lên, rời đi hai năm mà biến hóa lại lớn như vậy, bạn bè thuở nhỏ giờ đã thành hôn cả. Nhị mãnh, bi hầu xấu hổ, chỉ có báo tỷ các nàng là rất thản nhiên, đứng nơi đó trách mắng đám người này, như là đại cô nương vậy. Nhóc tỷ suy nghĩ một hồi thì thoải mái, đại tráng, nhị mãnh. Bi hầu lớn hơn nó năm sáu tuổi, giờ chắc khoảng 16 tuổi rồi, trong thôn vốn thành hôn rất sớm, có con cái cũng là chuyện bình thường. Thúc thúc, bên ngoài có cái gì thế? đứa nhỏ khoảng một tuổi hỏi, lắc lắc thân hình. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, có các loại mãnh thú, có những thành lũy to lớn hùng vĩ, còn có những cổ quốc chờ sau này nhóc lớn thêm chút nữa. Thúc thúc dẫn nhóc đi chơi. Nhóc thì cười nói, chuyện được lấy tại tiayenfull.vn sau đó, nó lấy từ trong túi càn khôn ra một cây linh dược thơm lừng, đây là một cây nhân sâm tiết ngọc. Trắng bóng nõn nà, tỏa ra hòa quang vô cùng thần dị đây là lễ ra mắt của ta và thanh phong không thể không công kêu thúc thúc a à, nhóc thì cười rồi nhét cây linh dược vào trong tay đứa nhỏ hà một đám người kinh ngạc bọn họ cũng là người hiểu biết đây chính là một cây linh dược hiếm thấy đối với việc tu hành thì có ý nghĩa rất lớn có thể giúp người ta phá bỏ rào cản tiến thêm một bước đặc biệt là mọi người trong thạch thôn đám thiếu niên thì ở bàn huyết cảnh thanh niên trung niên thì ở động thiên cảnh chỉ cần ăn được một cây linh dược như vậy chắc chắn sẽ rất nhanh đột phá quá quý giá không thể nhận được báo tỷ và đại tráng vội vàng từ chối không dám cho đứa nhỏ nhận tấm lòng thành của nhóc tỷ đại tráng ca các ngươi cứ nhận đi tiểu ca ca vẫn còn rất nhiều thành phong khuyên nhủ đây cũng có phải cho các ngươi đâu ta cho cháu nhỏ của ta mà cứ giữ lại khi nào nó chúc cơ thì hãng dùng ngày sau ta sẽ giúp hòa vào trong cơ thể nó nhóc thì nhét vào trong tay đứa nhỏ bụ bẫm này. Sau đó lại nhìn về phía nhị mãnh, bí hầu, nói, các ngươi cũng có con chứ hả? Dẫn tới đây ắt sẽ có quả. Những người này vò đầu rồi đồng loạt lắc đầu, như ám chỉ mình chưa có con. Nhóc tỳ người cho đứa nhỏ này món quà quý giá như thế, sao lại quên chúng ta hết vậy hả? Bé chảy nước mũi lên tiếng, nó và nhóc tỳ tuổi tác ngang ngang nhau, vẻ mặt cũng dày như nhau tất cả đều có quà cả, lần này trở về ta mang rất nhiều đồ tốt, bảo đảm mọi người đều thỏa mãn cả. Nhóc tì cười nói, một đám thiếu niên nghe thấy thế thì hoan hô, tất cả đều dõi mắt ngóng chờ. Khi bọn họ nhìn thấy cây linh dược kia thì đều ao ước, nếu như cho họ thì chắc chắn sẽ phá vỡ cửa ải, thực lực tăng vọt. Đến cả đám thanh niên tráng niên thạch lâm hồ, thạch phi dao cũng trợn tròn hai mắt cháu à, tuy bên ngoài đạt được một vài cơ duyên thế nhưng không thể tiêu xài phung phí như thế được. người cũng phải tu hành mà. một ông lão lên tiếng, đúng vậy, đều là người nhà cả, không cần thiết như thế đâu. người trong thôn vô cùng giản dị, ai nấy đều gật đầu, đặc biệt là các trưởng bối đều lên tiếng nhắc nhở nó không được lãng phí. a à công a à thúc mọi người cứ yên tâm đi, cháu đoạt được rất nhiều vật tốt cho mọi người thì sao gọi là lãng phí? được ai cũng là người thân của cháu với lại cháu có rất nhiều mà nhóc tì cười đầy hài lòng hướng về mọi người trong thôn nói sau đó nó bắt đầu đo đạc chọn lựa những nơi thích hợp trong thôn để trồng linh dược cải thiện lại nồng độ linh khí nơi đây lúc nhóc tì mở túi càn khôn ra thì những ánh sáng lấp lánh của bảo dược chiếu ra bên ngoài suýt chút nữa thì đã làm cho tộc nhân nghẹt thở những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi mọi người như không thể tin vào mắt mình nữa tộc trưởng gia gia a à thúc mọi người yên tâm rồi chứ chỗ cháu có không ít linh dược nếu như có thể trồng thành công thì có thể hoàn toàn thay đổi nồng độ linh khí của thạch thôn nhóc tỳ cười nói tất cả mọi người há hốc miệng một đống linh dược như thế phải ba bốn mươi cây linh dược trở lên toàn bộ hoàn hảo không tổn hại chút nào chúng tỏa ta những luồng sáng lung linh thơm nức cả mũi thật hay giả đây ta không nằm mơ đấy chứ, một vị tộc lão run run, xoa xoa cây linh dược cảm thấy cả người thư thái, bởi vì dược hương lan tỏa khắp phủ tạng của ông ta. Nơi đây sáng rực mỗi gốc linh dược đều đang tỏa sáng, chiếu rọi khắp nơi, hương thơm ngào ngạt khiến cho nơi đây trở nên muôn màu muôn vẻ, ánh sáng thần thánh rực rỡ bao phủ nơi đây. Thời khắc này, mọi người hít thở rất thoải mái, chìm đắm trong mưa ánh sáng, lỗ chân lông co giãn, tinh thần sảng khoái, thân thể như muốn phiêu đi. Quá tốt! mặc dù không để ăn linh dược nhưng nếu mỗi ngày được tu luyện dưới linh khí nồng đậm thì chắc chắn tu vi sẽ tăng rất nhanh một đám thiếu niên nóng ruột nóng gan đứng ngồi không yên hận không thể ngay lập tức khổ tu cháu à cháu mang nhiều bảo dược về trồng như vậy thì có thể sống hết sao ta nghe nói một tòa linh sơn thì chỉ có thể trồng được một cây linh dược thôi mà lão tộc trưởng vô cùng kích động âm thanh run run không vấn đề gì cháu mang về nhiều đất thần lắm có thể tẩm bổ cho những cây linh dược này để chúng có thể sinh trường cùng nhau sau đó sẽ tụ tập hết tinh hoa thiên địa về nơi đây từ từ hình thành nên vòng tuần hoàn như thế này nhóc tì cười nói nếu như là ở bên ngoài thì nó chắc chắn sẽ không tiết lộ gì cả vô cùng cẩn thận thế nhưng ở trong thôn thì nó chẳng giấu giếm gì cả mang theo những bảo vật gì trở về thì đều muốn chia sẻ với mọi người và cũng muốn cải tạo nơi đây trở thành một cõi cực lạc nhóc tỳ nhờ nhị mãnh bì hầu chọn những vị trí trong thôn rồi đào những cái hố phân bố đều trong thôn nhóc tỳ lấy một túi da thú rất lớn từ trong túi càn khôn ra miệng túi vừa mở thì những ánh sáng vàng xông ra ngoài khí lành dâng lên giống như là những đợt sóng biển ầm ầm ập tới hả đây là gì mọi người trong thôn kinh hãi đây chính là bùn cắt dưới đáy bất lão tuyền nắm giữ thần tính bất hủ mỗi gốc linh dược nếu được trồng trên những bùn cắt này thì chắc chắn sẽ sinh trưởng rất tốt nhóc tỳ nói này cháu đến tột cùng thì cháu đã đi tới nơi nào thế ngay cả thứ này mà cũng lấy được ngay cả tộc trưởng thạch vân phong cũng chấn động thì nói gì những người trong thôn tộc trưởng gia gia a thúc đại tráng ca cháu còn nhiều bảo bối quý giá hơn nữa chút nữa sẽ đưa cho mọi người đến lúc đó đừng sợ hãi nhen nhóc tỳ nói tất cả mọi người hoảng sợ sau đó hoan hô vô cùng vui sướng bởi vì mới chút thế này đã làm mọi người chấn động rồi huống chi còn có những vật quý giá hơn nữa nhóc tỳ cười rất tươi trong thôn thật là ấm cúng nó lớn lên ở đây nơi tràn đầy tình cảm này mỗi người trong thôn đều rất giản dị ai cũng là người thân thích nhất của nó nó muốn được chia sẻ niềm vui lấy hết linh dược bảo vật mình đã mang về chia cho mọi người bởi vì đây mới chính là nhà của nó nơi chôn rau cắt rốn của mình nhìn tộc nhân hoan hô cười nói nó cũng vui lây theo mọi người trong thạch thôn bắt tay vào việc trộn những bùn cắt màu vàng vào trong những hố sâu để trồng linh dược rồi sau đó che chắn cẩn thận để không cho ánh sáng vàng chiếu ra xung quanh Xong, coi như cũng xong, hào quang của những cây linh dược này càng ngày càng rực rỡ. Rất nhiều người kinh ngạc lộ vẻ vui mừng. Tổng cộng có 39 cây linh dược không chút tổn hại nào, thích hợp cho việc trồng lại, chúng cắm dễ trong thạch thôn, tỏa ra những ánh sáng lung linh, vô cùng rực rỡ, hương thơm lan tỏa. Thu hút tinh hoa nhật nguyệt phiến là lóng lánh, khí lành lượn lờ. Cứ tiếp tục thế này, nơi ở của chúng ta sẽ trở thành trốn thần thổ. Một nhóm tộc lão chấn động, vô cùng kích động một đám thiếu niên hoan hô, không ngừng chạy quanh trong thôn, hít thở thật sâu, hương thơm ngào ngạt, hào quang lưu truyền, ai nấy đều nhảy nhót, vui vẻ tột cùng. Đứa nhỏ này, đã trưởng thành rồi, lại dành cho chúng ta nhiều tình cảm như vậy. Một nhóm đại thẩm cười vang, xem ra cơ duyên của ngươi cũng không nhỏ nhen. Đúng lúc này, cây cổ thụ ở đầu thôn lay động, cành lá long lanh tung đưa theo gió, lời nói truyền vào trong thôn. Liễu thần cháu cũng có lễ vật cho người cháu có một vài thứ hiếm chắc sẽ có tác dụng cho người đây đều là bảo bối hiếm thấy trên thế gian đó nhen nhóc tỳ nói thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau